tinh ha. Trong lại anh. Lát mai mốt về mở công ty cạnh tranh với con. Những cái hóa chất này á là hầu như là mình không có cách nào nhập được ở đây hết. À, thấy có cửa rồi ha. Bích cửa. Hiệu nữa mình sản xuất ra ai mua, tốn vài tỷ quảng cáo cho TV3 nữa. Có thêm nước vô nè, cái này là thử nghiệm ngoài nè, chứ AMD của vùng á là họ không có kêu thử nghiệm cái này, họ nhấn vào cái bước đầu về nước hoa thôi, hoàn toàn không có yêu cầu mình thử nghiệm cái bước này. Vì lý do thì em chưa biết, nhưng mà anh đi thì không yêu cầu đến được. Mình mang đi ra ngoài về đầy lúc đó hỏi là chuyện khác đó. Ông ảnh cũng bị đó, không nhiều đó đâu. Ủa, cái này có quay không? Anh quay về lúc nào vậy luôn hả? Có tí nữa mình sẽ xin chia sẻ cái video đó. Viên ghi giấy lại đi, là bước này 30 phút mình nạp cái liền vô. Rồi, ghi rồi. Trong sản xuất họ dùng thêm một cái bơm phụ trợ để nó hút slag này từ cái phi cái rung hoa trong đất nữa. Đối với những cái chất mà đặt như vậy á thì sẽ tùy, có thể họ dùng bơm, có thể họ dùng xô, để họ dùng một cái vét để họ vét cho sạch để đảm bảo đúng cái tỷ lệ khối lượng. Thì ở đây là điều kiện không thí nghiệm nên là dụng cụ mình đôi khi nó hơi lạc, chứ nếu đúng là họ sẽ dùng một cái vét. Em đi nhiều nhà máy rồi, họ cái mixer siêu tinh của em họ connect với một cái bơm phía trước cái mixer này nữa, là họ đút cái vò vô họ hút hết cái sled này trong cái phi luôn, hợp cân cái phi nó bao nhiêu ký rồi họ đút hút luôn. Còn cái bơm ghi bơm là bơm bánh răng đó. Ủa, cái này đẹp rồi, giờ giống dầu gội vậy đó, giống như Unilever. Pha lâu nè, té thì phải cái giấy tại cái giấy. Ông chân nó mở mà té. Hết giận bóng bóng rồi. Đang cho coi cái này cho hết luôn rồi. Thì nó cho mình cái muỗng.